Nếu em không ngại thì để ngay
mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu, sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông ra. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Tộc họ nhà nam thì tôi cũng đại diện cho tộc họ nhà nữ, cũng là xin giới thiệu tôi là ông nội bác, ông nội bác của cháu. Ở đây là coi như mẹ, đây là coi cha mẹ, và kia là coi chú thím. Cũng xin là coi như báo cho tộc họ nhà trai biết là thành phần của gia đình tộc họ nhà gái chúng tôi hôm nay là dự cái lễ đính hôn là thành phần là như vậy. Thì thay mặt cho là tộc họ nhà nam là tôi xin nhận cái xính lễ của tộc họ nhà trai là đem đến để mình nói chuyện là đính hôn cho hai cháu ngày hôm nay. Thay mặt cho cảm ơn tộc họ nhà gái, chúng tôi là cái lễ thành hôn này là đi nói này là có một tiền bỏ nát là 6 triệu, có một đôi nhẫn cho hai cháu đó, mời tôi đâu ra. Thank you.
tục xong. Tôi nói là dâu điền giải thảo là vậy, dâu điền gái giải thảo là con trai. Công đức công thành cũng dục từ nhỏ, từ hai mươi mấy tuổi thì là giả để chồng. Thì nên tập nhà trai này thay bằng để cho hạt người hai đứa con không tập quản chăm lo tốt biết trên với quà ông bà cha mẹ đó cũng là hạnh phúc của hai con. Thì chúng thay mặt họ nhà trai chúng quà là phật là sọc bạn. Họ nhà gái thì cũng xin có cái ý kiến muốn hỏi họ nhà trai ấy mà. Hôm nay á, là mình đem cái sính lễ này đến để kết duyên cho hai cháu. Như vậy thì mình còn cái sính lễ nào nữa hay không? Và một cái thứ hai nữa thì chuyện cứ hỏi như thế nào thì ở đây mình cũng công khai giữa tập họ, mình bàn cái chuyện đó luôn. Thì cũng mong rằng á, là họ nhà trai cho cái ý kiến đó. Vui là bà nội. Thì bây giờ cái lễ này á là tất nhiên á là coi như là còn cái lễ thứ hai, nhưng mà cái chuyện á mà tiêu bố cứ hỏi như thế nào á thì gia đình bây giờ bàn lại sao, tụi tôi sẽ là coi như là trình lại với lại nhà gái. Cũng muốn nhắc lại để rồi trong cái tập họ của nhà gái á là mình hiểu á là đây á là cái lễ đầu tiên, nhưng mà sẽ có một cái lễ nữa. Thì cái lễ nữa thì mình sẽ bàn cái chuyện là cứ hỏi được cái thủ tục nó ra làm sao thì lúc đó là mình mới bàn. Còn lại cái chuyện là ngày cứ tháng cứ thì thôi bây giờ mình để chậm lại một bước đó, để bàn tính lại rồi thông báo sau. Thôi vậy giờ mình cũng thống nhất là cho hai con của nó là tới lui lẫn nhau để rồi nó tìm hiểu cái cách sống của hai bên gia đình sau này cho nó tiện cái việc là cư xử và làm ăn trong gia đình nữa. Vì cái lễ này là mình nhận lễ rồi thì cho nó quen, cho nó kêu cha mẹ ông bà cho nó quen gặp là thế nào, con kêu thế này cha hai gái thì cũng được. Ở đây là bà nậu, ở đây là ông ngoại họ, ở đây là cô gì đó, có anh hai là bác là bên họ nhà trai đó thì hết. Hai con cháu nó tới lui mà nó gọi với nhau, nó tìm hiểu ở trong dòng họ để cho biết sau này mình cứ hỏi rồi về thì tụi nó cũng có cái điều kiện để nó sinh hoạt cho gia đình mình. Rồi thầy thống nhất còn gì nữa không? Nếu hết thì thôi bây giờ mời ra ngoài. Hay vu vơ về chặng đường dài. Hôm nay anh bên em ta sẽ luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thế. Nếu đến lúc hai ta giận hờn nhau, hãy yêu thương không như những phút đầu. Em hãy cứ tin rằng vậy nhớ mai là anh sẽ không nghi ngờ tình ta chớm tan. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lắng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Sáng thức cùng giờ đi làm chung một đường, ăn chơi cùng ngày đêm ngủ chung một giường. Tương lai to bự cùng nhắm về một hướng. Ta sẽ là một cặp vợ chồng không tầm thường. Cưới nhau vì nhau thấy gì khó quá cho quà. Chuyện lớn nhỏ cứ để anh em không cần lo xa. Giận cứ nói thẳng anh để em là cho đã. Bao nhiêu đó là đủ. Thôi đi nha.
lo trên trời dưới đất mà không cần cánh. Còn chán thì anh sẽ tự ngồi nhập vào vai chấn thành. Hãy nào sáng lên chỉ để nụ cười em luôn gần anh. Sao em chỉ mới và giờ đã thấy rằng I miss you. Muốn nói với em một câu thật lòng là I miss you. Hôm nay bất chấp tất cả anh muốn nói với em là em ơi, I wanna marry you. Anh sẽ không nghi ngờ tới tình ta chấm tan. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lắng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Của em ta đã thuộc về nhau, yên vui hay buồn đau ta kề bên suốt đời. Từ nay em là của anh, ta mãi thuộc về nhau, yên vui hay buồn đau em đừng lo. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry. Anh là của em.